Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì bên em mới về một chiếc SUV hạng sang đến từ thương hiệu của nước Đức, mà chỉ có trang bị ở 5 chỗ ngồi thôi nhá quý anh chị nhá. Và bên trong khoang nội thất của chiếc xe ngồi nó rất là rộng rãi quý anh chị ạ. Thì trước mặt quý anh chị đây là chiếc Mercedes-Benz GLE 400. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2016 và một chủ sử dụng mua mới từ đầu, mang tên cá nhân và biển kiểm soát Hà Nội nhé quý anh chị nhé, 30E096.04. Chiếc xe có màu ngoại thất là màu đen và nội thất là màu kem nhé quý anh chị nhé, và được chủ xe bảo hành bảo dưỡng định kỳ. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em luôn luôn tự tin cam kết với quý anh chị, ở xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị ở trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng nhé quý anh chị nhé. Xe này thì em mới mua về hôm nay thôi, em chỉ cho đi rửa qua nước lã nhé quý anh chị nhé. Mà chiếc xe này em không làm bất cứ một chi tiết gì nhá, nó còn rất là mới quý anh chị ạ. Và chiếc xe này thì là chiếc xe full size mà chỉ được trang bị đúng 5 chỗ ngồi thôi, ngồi rất là rộng rãi nhá quý anh chị nhá. Và kèm theo đó là những tính năng công nghệ cực kỳ là cao cấp quý anh chị ạ. Đó, đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe này nhá quý anh chị nhá. Nội thất là màu kem. Từ đường ghế ra các thứ nhá, được chủ xe giữ gìn nguyên bản hết theo xe. Đó, và được trang bị ở rất là nhiều chế độ lái nhá quý anh chị nhá. Đó. Nhìn rất là đẹp quý anh chị ạ. Xe này em mua về em không làm bất cứ một chi tiết gì nhá. Chủ xe đi rất là giữ gìn, mới có một cái chất xe nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Đó, ghế da nguyên bản hết theo xe này. GLE thì nó sẽ được trang bị 5 chỗ ngồi. Và đây là cái phiên bản nhập nhá quý anh chị nhá, nhập Mỹ nhá quý anh chị nhá. Xe chạy được 8 vạn km. Hiện tại em đang chào bán với mức giá là 2 tỷ 090 triệu. Giá này thì ở bên em vẫn còn thương lượng và linh động nhá quý anh chị nhá. Đó, một mẫu xe hạng sang mà được trang bị 5 chỗ ngồi, mà bên trong khoang nội thất của chiếc xe ngồi rất là rộng rãi quý anh chị ạ. Để tìm được một chiếc GLE trên thị trường này thì cũng rất là hiếm. Có một chiếc xe nó còn giữ gìn mà nó còn rất là chất quý anh chị có thấy này, những đường nỉ các thứ này còn rất là mới nhá, và lốp dự phòng vẫn còn chưa hạ mà quý anh chị có thấy này, nó cực kỳ là mới. Em đang bán ở 2 tỷ 090 triệu nhá. Dạ quý anh chị nhá, chạy xe chạy 8 vạn km. Đây là chiếc xe nhập từ Mỹ nhá. Đó, những đường sơn các thứ hay đường thân vỏ các thứ được giữ nguyên bản nhá quý anh chị nhá, còn rất là mới. Đó, ghế da ngồi rất là thích và cực kỳ là rộng rãi. Và hàng ghế thứ hai thì cũng sẽ được trang bị cổng gió này, mới ở nút điều chỉnh điều hòa nhá, và cửa sổ toàn cảnh, cửa sổ toàn cảnh nhá quý anh chị nhá. Đó, rất rất mới luôn. Xe chạy 8 vạn, một chủ sử dụng mua mới từ đầu, và trang bị rất là nhiều tính năng cao cấp, ví dụ như loa Harman Kardon nhé quý anh chị nhé, một hãng loa rất là nổi tiếng, và trang bị rất là nhiều chế độ lái này quý anh chị thấy này, cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Xe chạy có 8 vạn km thôi nhé quý anh chị nhé. Đó, tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe được chủ xe giữ gìn nguyên bản hết theo xe, nó rất là mới quý anh chị ạ. Đây là cam lùi của chiếc xe này nhá. Bên tay trái màn hình của quý anh chị đây là cam 360, còn bên phải là camera lùi nhá quý anh chị nhá. Nó rất là nét quý anh chị ạ. Đó, cực kỳ là đẹp quý anh chị nhá. Xe này thì sẽ được trang bị rất là nhiều chế độ lái, chế độ sport này, chế độ comfort nhá. Đó, những chi tiết các thứ nó còn rất là mới. Ghế da đục lỗ thông hơi này, đó, cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Xe này thì trang bị khối động cơ V6 nhá, cho tới công suất hơn 330 mã lực. Nó rất là khỏe quý anh chị ạ. Một chiếc SUV hạng sang mà được trang bị 5 chỗ ngồi thôi nhá quý anh chị nhá.
ngồi rất là rộng rãi. Đây là chiếc Mercedes-Benz GLE 400. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2016 và một chủ sử dụng mua mới từ đầu, mang biển Hà Nội rồi nhá. Hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 2 tỷ 090 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình, hoặc là đến trực tiếp tại Zoom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Zoom Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.